Truyền thông Đức đưa tin Bayern Munich vừa gửi thông điệp cực kỳ rõ ràng, chặn đứng mọi hy vọng của ông lớn ngoại hạng Anh trong việc chiêu mộ Sen vào đầu năm sau. Sky Sport phiên bản tiếng Đức xác nhận Sen sẽ không rời Allianz Arena vào tháng 1 năm 2025, dù khi đó anh sẽ bước vào 6 tháng cuối của hợp đồng hiện tại với Bayern. Quyết định này như một đòn quyết liệt giáng thẳng vào những toan tính của Manchester United trong phiên chợ giữa mùa. Với việc Sen chỉ còn hợp đồng với Bayern đến tháng 6 năm 2025, Manchester United từng hy vọng họ có thể đón cầu thủ với giá rẻ ngay tháng 1 năm 2025. Quỷ hiểu rằng Bayern cần thương lượng để tránh cảnh mất trắng cầu thủ vào mùa hè. Song, xám xứ Bavaria không hề có ý định nhượng bộ. Câu lạc bộ nước Đức xem Sen là mảnh ghép quan trọng trong phần còn lại của mùa giải. Đội bóng nước Đức sẵn sàng mất trắng cầu thủ vào mùa hè, nhưng đó là giải pháp được họ tính đến. Sen đang nhận mức lương tới 20 triệu euro mỗi mùa tại câu lạc bộ Munich. Manchester United phải chấp nhận thực tế kể trên và đành xây dựng lại kế hoạch chiêu mộ Sen vào mùa hè. Khi đó, Quỷ Đỏ sẽ phải cuộc cạnh tranh khốc liệt cùng Arsenal hay nhiều đối thủ khác, bởi ngôi sao người Đức sẽ thành cầu thủ tự do. Khả năng cao, Quỷ Đỏ sẽ phải quay sang những mục tiêu khác. Huấn luyện viên Ruben Amorim đang cần bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái có đẳng cấp để phục vụ cho hệ thống 3-4-3 của mình. Bayern Munich đã dập tắt mọi hy vọng của Manchester United trong việc chiêu mộ Leroy Sen vào tháng 1 năm 2025. Dù hợp đồng của Sen chỉ còn đến tháng 6 năm 2025, Bayern khẳng định sẽ giữ chân cầu thủ này đến hết mùa giải, bất chấp nguy cơ mất trắng vào mùa hè. Quyết định này khiến Manchester United phải xây dựng lại kế hoạch và có thể phải tìm kiếm các mục tiêu khác, trong khi Sen sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè và thu hút sự cạnh tranh từ nhiều câu lạc bộ lớn, bao gồm cả Arsenal.